Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức và 30 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam và Tập đoàn Hưng Sen đã tổ chức lễ hội văn hóa Việt-Đức Kuntofest 2020 từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội. Lễ hội đã được khai mạc vào chiều ngày 2 tháng 10. Lễ hội Oktoberfest mô phỏng lễ hội bia nổi tiếng của Đức Oktoberfest nhằm giới thiệu quảng bá nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của Cộng hòa Liên bang Đức tới người dân Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức, thảo luận về các hoạt động thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia.